Chào tất cả anh em. Hôm nay thì lại ngồi trò chuyện giữa chủ đề MacBook. Và hiện rất nhiều anh em đang có nhu cầu sở hữu một chiếc MacBook thì anh em sẽ phân vân giữa các sản phẩm mới và sản phẩm cũ. Trên bàn của mình đây thì nó là hai sản phẩm MacBook phiên bản có thanh Touch Bar và không có thanh Touch Bar. Cả hai phiên bản này đều có Touch Bar nhầm. Và anh em đang hỏi là giữa hiệu năng chênh lệch giữa 2016 và phiên bản năm 2017 mà cùng cấu hình thì nó ra sao? Và giá tiền chắc chắn anh em mua anh em sẽ quan tâm đó là giá tiền và hiệu năng sử dụng. Thì hôm nay thì mình sẽ làm một cái bài và mình test cái hiệu năng giữa phiên bản 2016 và phiên bản 2017 nó khác nhau và chênh nhau bao nhiêu. Còn giá tiền thì mình sẽ nói thẳng luôn với anh em. Hiện nay giữa một cái phiên bản năm 2016 và 2017 nếu cùng cấu hình và cái có nghĩa là cái máy nó đẹp như nhau ấy, thường giá thành sẽ chênh khoảng 4 triệu đồng. 4 triệu là khoảng nha các bạn nha, nó sẽ chênh lệch rất nhiều thứ. Ví dụ như một phiên bản mà 2016 ở phiên bản này, nếu mà chúng ta phải mua trên thị trường hiện nay, nếu cửa hàng họ đang bán ra sẽ ở mức khoảng 31 đến 32 triệu đồng. Thì cái phiên bản máy cũ thì nó sẽ chênh lệch chủ yếu là phần hình thức và chủ yếu là cái các cửa hàng họ bán ra, nhưng nó sẽ dao động ở khoảng 30 đến 32 triệu, nôm na là như vậy. Còn phiên bản năm 2017 thì chúng ta bỏ ra mua thì nó sẽ khoảng 34 đến khoảng 36 triệu đồng. Nếu thực ra để mà so sánh giữa máy mới và máy cũ thực ra thì nó cũng không chênh nhau quá nhiều, bởi vì một phiên bản 2017 ổ cứng 256 và Core i5 thì thường cửa hàng mình, ví dụ như cửa hàng mình đang bán ra thì nó sẽ ở mức khoảng hơn 38 triệu đồng. Vị trí giữa máy mới và máy cũ thì nó chênh nhau khoảng 4 triệu. Thực ra nếu mà với những anh em có điều kiện về kinh tế thì 4 triệu sẽ không nói lên điều gì cả, nhưng mà đối với những người mà đi mua máy và thường sẽ hơi cố một chút thì 4 triệu nó sẽ là cả một cái vấn đề lớn. Còn những cái phiên bản này thực ra thì nó lai lưu. 2017 thì nói thẳng với các bạn hiện nay nó sẽ chưa hết bảo hành chính hãng và chúng ta sẽ tiết kiệm được khoảng 4 triệu đồng. Còn thường các cửa hàng bán ra thì họ sẽ bảo hành đủ cho các bạn đúng theo chế độ đó là 1 năm. Còn nếu mà phiên bản năm 2016 lúc ở chúng ta mua thường thì nó sẽ khoảng là gần 40 triệu. Thì hiện nay đến năm 2018 có nghĩa là đã 2 năm trôi qua thì giá của nó sẽ chênh, nó còn có 32 triệu, 32 và 36 cũng chênh khoảng 4 triệu. Nói chung là cả một cái vấn đề để chúng ta suy nghĩ, tại vì anh em mình biết tâm lý anh em đi mua có 28 triệu sẽ cố mua khoảng 30, mà có 30 thì cố sẽ khoảng 33. Và bây giờ mình sẽ test phần mềm để mình test cái hiệu năng giữa CPU và GPU cho chiếc máy này. Thực ra hai phiên bản này thì đều được trang bị cảm hình on thôi, nhưng mình test để biết tổng thể giữa hiệu năng giữa cái máy để cho các bạn biết, và chúng ta sẽ chọn một cái máy vừa đúng nhu cầu chúng ta sử dụng và vừa đúng cái tầm tiền chúng ta sử dụng làm sao nó hợp lý nhất. Mời các bạn cùng xem. Các bạn đã thấy là mình test phần mềm quen thuộc. Thì anh em có thể thấy là giữa hai vi xử lý chúng ta có thể nhìn thấy chiếc 2016 nó sử dụng vi xử lý Core i5-6267U. Chiếc 2017 nó sử dụng vi xử lý Core i5-7267U. Đây là hai thế hệ CPU hoàn toàn khác nhau. Và số lõi của nó là hai lõi 4 luồng. Các bạn có thể nhìn thấy là hai con này đều như vậy. Và bây giờ bắt đầu mình test. Thực ra các sản phẩm dòng 13 inch thì anh em đều biết, như mình đã đánh giá thì nó thuộc sản phẩm phân khúc tầm trung và nó trang bị cấu hình hoàn toàn bình thường. Do máy chỉ được trang bị cảm hình on nên các bạn có thể thấy là khi chúng ta bật cái phần mềm loát thì nó sẽ mất một lúc, còn đến phiên bản mà nó chạy cấu hình mạnh thì nó sẽ loát rất là nhanh. Kể cả CPU i7 nó loát thì cái này cũng nhanh hơn rất nhiều. Màn hình Retina này anh em thấy là kể hình ảnh hiển thị rất là đẹp. Chiếc 2016 đã test xong trước và điểm số của nó thì là 40,37 FPS ở chế độ 3D. Chiếc 2017 thì không hiểu sao mà lại thấp hơn, mà nó lại có là 35,90 FPS. Mình có thể giải thích luôn cho anh em tại vì sao chiếc 2017 ở đây thì nó lại chậm hơn. Nhưng mình nói thẳng thì CPU theo tính toán của nhà sản xuất thì chúng ta sẽ phải là cài những cái, đây là bản hệ điều hành hoàn toàn mới. Chính vì thế là chúng ta cài những bản hành hệ điều hành cao thì mình nói thẳng với anh em thì nó sẽ chạy kiểu gì nó sẽ y ạch hơn cái bản hệ điều hành thấp.
Còn giữa hiệu năng giữa Cebu 62, 67, nói chung là đời 6 và đời 7 thì nó sẽ chênh nhau khoảng 15% hiệu năng. Đó là hiệu năng xử lý của Cebu các bạn nhé. Còn hai cặp màn hình này thì nói thẳng với anh em không chênh nhau quá nhiều. Đây là một phiên bản là Grandfix 550 và một phiên bản là Grandfix 650. Chênh nhau một thế hệ. Ở khả năng xử lý của Grandfix thì anh em có thể thấy là chiếc 650 nó đang xử lý nhanh hơn. Mình xử lý đây, các bạn để ý là mình Cebu nhé. Chiếc Cebu của thế hệ thứ 7, điểm chấm của nó là 380 CV. Chiếc này thì là chiếm điểm chấm của nó là 3.37. Thì các bạn có thể thấy là hiệu năng Cebu giữa thế hệ 6 nó thấp hơn. Vị trí như này thì nó sẽ chênh nhau khoảng 10% hiệu năng nhé các bạn nhé. Chương trình tư vấn và test sản phẩm MacBook Pro giữa phiên bản 2016 và 2017 của mình đến đây là kết thúc. Còn nếu mà anh em có những cái vấn đề gì về với MacBook hoặc có những cái câu hỏi gì mà không hiểu về sản phẩm này, anh em cứ vui lòng comment ở bên dưới. Mình sẽ tổng hợp, biên tập và quay những cái video trả lời cho anh em như thế này. Thân chào các bạn và hẹn gặp lại.